Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về cây dừa ta lùng đó quý cô chú anh chị. Thì dừa hiện nay thì thời gian cho trái rất là nhanh. Thì mình trồng tầm khoảng là 2 năm rưỡi cho đến 3 năm rưỡi tùy theo điều kiện đất cũng như là cái công mình chăm sóc của quý cô chú anh chị, thì thời gian cho trái rất là nhanh. Hồi xưa mà nghe nói trồng một cây dừa rất là ngán luôn, giống như là mình trồng mình bỏ đó quý cô chú anh chị, rồi cứ lay lất 7-8 năm mình không có chăm sóc, mình không có bón phân á, thì thời gian cho trái rất là lâu. Nhưng mà những cái dòng dừa này á, thì bây giờ thì quý cô chú anh chị có nhiều kỹ thuật để trồng thì thời gian cho trái rất là nhanh, thì khoảng là 2 năm rưỡi cho đến 3 năm rưỡi thì cây nó sẽ bắt đầu cho trái rồi á quý cô chú anh chị. Thì trái rất là to, rất là bự luôn nha. Thì nếu mà một buồng nó nhiều trái á, thì cái trái nó sẽ roi roi như thế này, còn nếu mà một buồng ít trái thì trái nó sẽ bự như trái bên kia luôn á quý cô chú anh chị. Một cái trái nặng nhất á, thì thường á, thì nó khoảng là 2,2 kg, nó rơi vào khoảng 1,7 kg cho đến 2,2 kg, 2,3 kg nha quý cô chú anh chị. Tùy theo có mình cái vỏ nó có ướt hay không nữa, thì nó khoảng là rơi vào khoảng 1,7 kg cho đến 2,3 kg. Thì cái mầm của nó thì thường khoảng một gang tay, thì Ngọc Ngân sẽ giao cho quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây dừa ta lùng thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé.